Hôm nay là ngày mùng 7 tháng 4 năm 2012. Kính thưa quý vị khán thính giả, Hòa Anh Quốc đang đứng trước Town Hall ở số 90 Avenue Roosevelt ở Montreal, tỉnh bang Quebec, Canada. Vào tối hôm nay sẽ diễn ra đêm văn nghệ gây quỹ để xây dựng Viện Bảo tàng Thuyền nhân. Theo dự kiến thì Viện Bảo tàng Thuyền nhân này sẽ tọa lạc ở Ottawa, thủ đô của nước Canada, ngay đối diện bức tượng Mẹ Bồng Con đã được xây như là một tượng đài kỷ niệm những người Việt Nam tị nạn. Và chương trình hôm nay sẽ bắt đầu vào lúc 18:30 và kết thúc vào lúc nửa đêm. Chương trình văn nghệ gây quỹ sẽ gồm những tiết mục sau đây: trích đoạn cải lương với các nghệ sĩ Phượng Liên, Ngọc Huyền và Linh Tâm. Phần ca nhạc sẽ được trình bày bởi các ca sĩ Vũ Khanh, Đôn Hồ và Đặng Thế Luân. Người giới thiệu chương trình sẽ là Thủy Dương. Trong những giây phút tới đây, Hòa Anh Quốc sẽ gửi đến quý vị khán thính giả những hình ảnh liên quan đến đêm văn nghệ gây quỹ và những chi tiết liên quan tới Viện Bảo tàng Thuyền nhân. Vừa bước vào cửa chính thì chúng tôi đã thấy những bức ảnh ghi lại những hoàn cảnh khó khăn của người Việt Nam trong thời kỳ tìm kiếm tự do sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Rất nhiều bức ảnh tuy đã cũ kỹ nhưng cũng đã kéo người thưởng ngoạn về một quá khứ bi hùng của dân tộc Việt Nam. Nơi diễn ra bữa dạ tiệc tối nay là một đại sảnh rất lớn của một tòa đô chính trực thuộc thành phố Montreal. Và tại nơi đây đã đón tiếp hơn 350 vị quan khách đã đến để ủng hộ chương trình xây dựng Viện Bảo tàng Thuyền nhân Canada. Và chúng tôi đã mời một trong những vị trong ban tổ chức để trình bày với chúng ta về ý nghĩa của bữa dạ tiệc tối hôm nay. Trước mặt chúng tôi đang có sự hiện diện của bác Đặng Thị Danh, là một trong những thành viên trong ban tổ chức. Hoàng Anh Quốc xin được kính chào bác. Kính chào Hoàng Anh Quốc, kính chào quý khán thính giả của một đài SBTN. Dạ vâng, thưa bác nghĩ gì về cái sinh hoạt ngày hôm nay của chúng ta? Người Việt tị nạn đã bỏ sinh mạng trên biển cả, đã bỏ sinh mạng trên rừng núi, đi đến được bến bờ tự do. Vì vậy, muốn để lại cho con cháu về sau, chứ không phải cho chúng ta, biết nguồn gốc của các em từ đâu có. Tại sao ông bà, cha mẹ, các em hiện diện, tất nhiên là người Việt, tập thể người Việt ở trên thế giới. Vì vậy, có ngày hôm nay, để mọi người cùng góp một viên gạch cho cái Viện Bảo tàng Thuyền nhân. Cũng cần nhắc lại là Liên hội Người Việt Canada bao gồm hơn 10 đoàn thể Việt Nam trên toàn nước Canada. Trong những cuộc trò chuyện với những thành viên trong Liên hội Người Việt thì chúng tôi được biết rằng ngay từ khi dự án xây dựng Viện Bảo tàng được Liên hội đề xướng vào tháng 12 năm 2005, cộng đồng người Việt tại Montreal đã bắt đầu phụ giúp Liên hội trong việc gây quỹ và cho tới thời điểm này đã đóng góp được trên 30.000 gia kim. Thành quả này sở dĩ đạt được là nhờ vào sự ủng hộ rất nhiệt thành của người Việt đang sống tại vùng Montreal. Và khi nói đến Liên hội Người Việt Canada thì chúng tôi đã có cuộc trò chuyện cùng với bà Lâm Tuyết, nguyên là Tổng Thư ký Liên hội Người Việt Canada, về những sinh hoạt của Liên hội trong những năm vừa qua. Trước mặt chúng tôi đang có sự hiện diện của cô Lâm Tuyết là Tổng Thư ký của Liên hội Người Việt. Xin kính chào tất cả quý vị khán giả. Dạ thưa cô Lâm Tuyết, khi mà Hoàng Quốc nó là Tổng Thư ký của Liên hội Người Việt tại Canada thưa cô, như vậy Liên hội đó bao gồm những hội nào thưa cô? Liên hội người Việt của Canada như là một cái hub bao gồm là 11 cái thành viên của các cộng đồng người Việt tại Canada. Như vậy Liên hội Người Việt đã thành lập từ năm nào thưa cô? Liên hội Người Việt đã thành lập được 32 năm. Xuyên suốt 32 năm hoạt động như thế thì Liên hội Người Việt ở tại Canada đã làm được những gì thưa cô? Liên hội Người Việt ở Canada làm rất là nhiều việc cho cộng đồng Việt Nam ở đây. Nói chung là những gần đây nhất là Freedom at Last Committee, tức là chương trình tới bờ tự do, đã bảo trợ được 265 người Việt tị nạn từ Philippines sang và các đồng bào đã sống định cư hết tất cả những cái tiểu bang khác ở Canada. Gần đây nhất là chúng tôi đang thực hiện chương trình Viện Bảo tàng Thuyền nhân, xây dựng Viện Bảo tàng Thuyền nhân Canada tại Ottawa. Nhưng mà không phải chỉ
benefit và có lợi ích cho Vietnamese Canadian. This is a program benefit tất cả những cái người boat people, gọi là thuyền nhân khắp nơi tại trên quốc tế. Tại vì trong cái chương trình program của mình sẽ là ngoài cái chuyện mà tàn trữ những cái di tích liên quan đến cuộc di cư đi tìm tự do của hàng triệu người Việt sau biến cố 1975, chúng tôi còn thể hiện những cái chương trình mà nêu cao và quảng bá được cái tinh thần đóng góp của tất cả những người Việt tị nạn khắp nơi trên thế giới vào các quốc gia định cư. Và chúng tôi cũng biết được rằng dự án Viện Bảo tàng Thuyền Nhân đã được sự ủng hộ của chính phủ các cấp liên bang, tỉnh bang và các vùng lãnh thổ tại Canada. Với sự hỗ trợ rất mạnh mẽ của cộng đồng và lòng nhiệt thành của nhiều hội đoàn, cùng sự kiên trì của tất cả các thành viên trong liên hội, chúng ta có thể tin chắc rằng Viện Bảo tàng Thuyền Nhân sẽ được thành hình trong một ngày rất gần đây. Theo chương trình thì công trình xây dựng Viện Bảo tàng Thuyền Nhân sẽ có diện tích là 15.000 bộ vuông square feet và sẽ được khởi xướng vào năm sau, năm 2013. Về phần ngân quỹ xây dựng thì Hòa Anh Quốc được biết rằng chi phí sẽ có thể lên tới 4,3 triệu gia kim, gồm 600.000 đồng tiền đất, 3.500.000 đồng tiền xây cất. Còn tiền thiết kế thì sẽ vào khoảng chừng 200.000 gia kim. Tới thời điểm hiện tại thì đã có được 800.000 gia kim, tức là gần 20% toàn bộ chi phí. Hòa Anh Quốc cũng đã gặp được tiến sĩ Lê Duy Cấn, là một trong những người nồng cốt khởi xướng ra chương trình xây dựng Viện Bảo tàng Thuyền Nhân, và đã hỏi ông những điều liên quan đến chương trình xây dựng này. Trước mặt Hòa Anh Quốc đang có sự hiện diện của tiến sĩ Lê Duy Cấn, là một trong những người đã khởi xướng ra chương trình xây dựng Viện Bảo tàng Thuyền Nhân. Kính chào anh Hòa Anh Quốc và kính chào quý vị thính giả, khán giả của đài SBTN. Dạ vâng, thưa tiến sĩ, Hòa Anh Quốc biết được rằng là cho tới thời điểm hiện tại thì chúng ta đã thu được một số tiền khoảng trên 800.000 đô la, có nghĩa là gần 20% số tiền mà chúng ta cần để mà có được cái vị bảo tàng đó, phải không ạ? Dạ vâng, cái chi phí ước lượng của chúng tôi hiện giờ là 4.3 triệu, nên là chúng ta còn phải gây quỹ 3.500.000 đồng nữa. 3.500.000 đó là một con số rất là lớn, và Hoàng Quốc cũng biết được rằng là hội của chúng ta có ý định là sẽ mở cửa cái viện bảo tàng này vào năm sau. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mà năm sau chúng ta không có đủ số tiền đó, thưa tiến sĩ Lê Duy Cấn? Dạ không, chúng tôi chỉ có hy vọng là sẽ bắt đầu xây cất vào năm 2013. Chứ còn cái thời gian xây cất cũng phải là, tôi nghĩ cũng phải một năm, trên một năm mới xây cất xong. Nhưng mà chúng tôi hy vọng là sẽ bắt đầu xây cất năm 2013. Và như anh Trình hỏi hồi nãy là nếu mà chúng ta không có đủ tiền thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Thì chúng tôi hiện giờ cũng đã có chương trình, thứ nhất là có thể xây từng giai đoạn. Và cái thứ hai là chúng tôi sẽ, trong trường hợp mà chưa gây quỹ đủ, thì chúng tôi sẽ hô hào ít ra vào khoảng 200 người nằm cốt của Viện Bảo tàng đứng ra để bảo trợ cho Viện Bảo tàng và hứa sẽ đóng góp một cách chắc chắn mỗi người 6.000 đồng. Thì chúng tôi hy vọng là với chuyện đó thì có thể lấy mortgage một phần để mà khởi công xây cất vào năm 2013. Dạ vâng, thưa tiến sĩ có định là sẽ xin tiền thêm từ chính phủ tiểu bang và liên bang không, thưa tiến sĩ? Chúng tôi đó thì cũng có cái định ngay từ đầu là sẽ xin các chính phủ ba cấp, tức là các cấp họ hỗ trợ. Thì khi mà chúng tôi thành lập cái dự án này thì chúng tôi được cái thư hỗ trợ của tất cả các vị thủ hiến của 10 tỉnh bang và 2 vùng lãnh thổ cũng như là của chính phủ liên bang. Nhưng mà chúng tôi nghĩ là cộng đồng của chúng ta phải chứng tỏ cái thực lực trước, tức là chúng ta sẽ dáng kỳ quý trong cộng đồng, rồi lúc mà còn thiếu, lúc khi đó mình đi xin các cấp chính phủ cho nó dễ hơn, là mình nếu mà chưa có gì mà đi xin thì người ta cũng không có tin tưởng mình. Chúng tôi có tiếp xúc với là các cấp chính phủ thì họ thấy là cái đường lối của chúng ta đi hiện giờ là họ rất là hài lòng, về chúng ta sẽ cố gắng gây quỹ, chúng ta cố gắng tự lực trước rồi họ sẽ giúp chúng ta. Có nghĩa là năm sau, tức là vào năm 2013 thì chúng ta sẽ làm lễ đặt viên đá đầu tiên cho cái công trình xây dựng đó? Vâng, chúng tôi hy vọng vậy. Vì từ bây giờ cho đến năm 2013 thì chúng tôi đã có một cái chương trình gây quỹ, ví dụ như là ngày hôm nay thì gây quỹ tại Montreal, ngày mùng 2 tháng 6 sẽ gây quỹ tại Sherbrooke, ngày mùng 8 tháng 7 sẽ gây quỹ tại vùng Virginia bên Hoa Thịnh Đốn, ngày 12 tháng 8 sẽ gây quỹ tại Calgary và ngày mùng 6 tháng 10 tại Vancouver. Và ngoài ra chúng tôi cũng quyết định sẽ gây quỹ tại Houston bên Texas, San Jose California, và sau đó thì chúng tôi sẽ đi Úc
cư quý tại bên Úc và có thể đi sang bên Âu Châu nữa. Vào thời điểm bây giờ thì tiến sĩ Lê Duy Cấn nghĩ là khi nào chúng ta sẽ có thể cắt băng khánh thành cho cái công trình xây dựng đó? Cái chuyện mà cắt băng khánh thành đó thì hiện giờ chúng tôi cũng chưa có dám nghĩ đến, là vì thứ nhất là vì cái chuyện mà ngay xin phép để mà xây cất đó, nó cũng mất nhiều thời gian lắm. Thế cho chúng tôi bây giờ đó thì chỉ có hy vọng là sẽ khởi công xây cất nội trong 2013, và sau đó tôi nghĩ là cũng thể mất từ 1 năm đến 2 năm thì mới xây cất xong và mới trang bị xong cái viện bảo tàng đó. Như là tiến sĩ Lê Duy Cấn vừa nói là cái viện bảo tàng của chúng ta sẽ tọa lạc ở thủ đô Canada. Trong khi đó thì tiến sĩ Lê Duy Cấn cũng sẽ vận động các đồng bào của chúng ta ở các nước khác. Vậy cái viện bảo tàng này chúng ta có thể nói là viện bảo tàng của người Việt Nam trên toàn thế giới không ạ? Dạ, chúng tôi từ ban đầu chúng tôi đã quyết định là xây một cái viện bảo tàng chung cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại. Tức là cái mục đích thứ nhất, nó có hai mục đích. Mục đích thứ nhất là để trình bày những dữ kiện của cuộc ra đi tìm tự do của người Việt tị nạn. Cái thứ hai là để trình bày những sự đóng góp của cộng đồng người Việt tị nạn tại quốc gia diện định cư, và trong đó Canada chỉ là một quốc gia. Và như là anh cũng như các quý vị thính giả biết là cộng đồng người Việt tị nạn của chúng ta thì hiện giờ có rất nhiều người bên Hoa Kỳ, bên Úc cũng như là bên các nước Âu Châu. Thì đó là lý do tại sao mà ngoài Canada chúng tôi sẽ đi Hoa Kỳ, đi Úc và có thể đi cả Âu Châu nữa để gây quỹ cho cái viện bảo tàng này. Bây giờ thì chúng ta sẽ nói về cái dữ kiện mà cái viện bảo tàng của chúng ta nó sẽ lưu giữ. Thì tiến sĩ Lê Duy Cấn có gặp những điều khó khăn nào khi mà thâu góp những cái dữ kiện đó không, thưa tiến sĩ Lê Duy Cấn? Là bởi vì thời gian cũng có thể xóa nhòa đi rất là nhiều dữ kiện. Chúng tôi hy vọng là các đồng bào tị nạn bây giờ thì còn giữ lại những cái kỷ vật, chẳng hạn như là những cái thư từ, hình ảnh, quần áo mang đi hồi di cư tìm tự do. Và ngoài ra thì chúng tôi cũng có liên lạc được với văn khố thuyền nhân ở bên Úc để xin các hình ảnh mà anh Trần Văn Đông ở bên Úc đã thâu lượm được hồi năm vừa rồi. Chính chúng tôi cũng có đi Pulau Bidong, đến cái trại tị nạn hồi xưa đồng bào tị nạn có một thời có tới 50.000 người chạy Pulau Bidong. Thì chúng tôi có tìm thấy hai cái mảnh thuyền của đồng bào tị nạn trôi giạt vào biển. Thì chúng tôi đã liên lạc với dân địa phương để nhờ họ mang về đất liền và từ đó mang về Canada. Và chúng tôi sẽ dùng hai cái mảnh thuyền đó để tạo lại, để xây lại, đóng lại một cái thuyền tị nạn tiêu biểu của đồng bào tị nạn của chúng ta hồi đó. Và đó là sự may mắn của chúng ta, là bởi vì hai cái mảnh thuyền đó là bằng gỗ mà xuyên suốt gần 40 năm như thế nó vẫn chưa bị tan rã. Vâng, hiện giờ đó là vẫn còn ở trên bãi ở Pulau Bidong, và chúng tôi trong cái phần trình bày không biết anh có để ý là có cái hình chụp những cái cảnh hiện giờ ở Pulau Bidong. Tức là sau gần 30 năm tất cả những cái ngôi nhà trên đó, những cái đền thờ đều hình như là bị hủy hoại hết rồi, suy sụp hết rồi. Tuy nhiên cũng còn hai cái mảnh thuyền nằm trên bãi cát. Các quý vị ở trại Pulau Bidong chắc còn nhớ, thì là cái bãi đó là dưới cái đồi tôn giáo. Chúng tôi có thấy hai cái mảnh thuyền đó và chúng tôi cũng đã liên lạc với những người địa phương để nhờ họ mang về Trangkadu, tức là cái vùng đất liền của Malaysia, của Mã Lai, và sau đó sẽ trở về Canada. Tiến sĩ Lê Duy Cấn có muốn lấy những cái kỷ vật đó càng sớm càng tốt không? Là bởi vì Hoàng Quốc nghĩ rằng chắc có lẽ là có rất là nhiều người muốn phá hủy những cái di tích đó. Vâng, thì chúng tôi cũng thấy là như trước đây là chính phủ Indonesia đã bị áp lực của chính phủ Hà Nội và đã phá cái tượng đài thuyền nhân. Và đó cũng là cái thời điểm mà chúng tôi khởi công xây cất cái viện bảo tàng. Và cái viện bảo tàng của chúng ta một khi mà xây tại Canada thì không có cách nào ai có thể phá hủy được, và nó sẽ tồn tại cho nhiều thế hệ mai sau. Nhưng Hoài cũng muốn hỏi tiến sĩ rằng những cái di tích mà tiến sĩ vừa nói chúng ta cần phải lấy ngay lập tức, là bởi vì có thể có một cái thế lực thứ ba nào đó nó sẽ làm phá hủy những cái di tích đó. Và tôi biết cái chuyện đó, thế nhưng mà tôi nghĩ đấy là ở Đông Nam Á nó còn nhiều di tích khác, đó chỉ là một thôi. Chẳng hạn như là các một số bãi biển của Malai cũng như là Philippines có thể còn những cái di tích của đồng bào tị nạn hồi xưa. Thành ra cái hai cái mảnh thuyền mà chúng tôi thấy ở Pulau Bidong hồi năm ngoái, đó cũng chỉ là một trong những cái di sản mà chúng ta sẽ dùng tới, có thể dùng tới. Nó còn nhiều những cái kỷ vật như vậy nữa, và chúng tôi nghi vọng là sẽ tìm thấy ở các nơi khác nữa. Thế chính phủ Việt Nam ở tại Việt Nam có ủng hộ tiến sĩ về cái dự án này không, thưa tiến sĩ? Chúng tôi không bao giờ đặt cái vấn đề này ra, là vì những người tị nạn sở dĩ mà ra đi là để chạy trốn chính phủ cộng sản.
Thành ra tôi không nghĩ là chính phủ cộng sản họ ủng hộ chúng ta, nếu họ không nói là họ sẽ phản đối. Nhưng mà cái chuyện phản đối là chuyện của họ, cái chuyện mình làm là chuyện của mình. Chúng tôi nghĩ là họ không có cách nào họ ngăn cản cái chuyện chúng ta đang làm. Những ca sĩ cũng đã lần lượt lên sân khấu đem tài năng của mình giúp vui khán thính giả với những nhạc phẩm đầy ý nghĩa hợp với đề tài chính của bữa dạ tiệc tối hôm nay. Quý vị cũng thấy, sau 37 năm định cư tại các quốc gia Tây Phương, từ khi chiến tranh Việt Nam kết thúc, cộng đồng người Việt hải ngoại đã dần dà lớn mạnh và đang để lại nhiều dấu ấn nơi quê hương thứ hai. Và chúng ta, thế hệ đi trước, cũng phải có trách nhiệm truyền lại những dữ kiện lịch sử cho con cháu đời sau để các em luôn nhớ về cội nguồn. Nhờ đó, con em của chúng ta sẽ luôn hiểu rõ những lý do của sự hiện diện của chúng trên đất khách. Và các em cũng sẽ luôn nhớ đến sự mất đi của hàng vạn đồng bào trên biển khơi, trong rừng sâu, trên con đường tìm kiếm tự do. Và như thế, những sự thật liên quan đến mốc lịch sử đau thương của quê hương chúng ta đã xảy ra vào năm 1975. Sẽ luôn được truyền lại cho hậu thế đời sau. Phóng viên của SBTN Hòa Anh Quốc tường thuật từ Montreal.